Hi there, welcome to our channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Today we're going to study lesson 2, Unit 2, Entertainment and Leisure. Workbook, Alan's My Way, Great 10. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2, Unit 2, chủ đề Entertainment and Leisure của sách tiếng Anh lớp 10, của sách bài tập tiếng Anh lớp 10, Alan's My Way. All right, now the first one new was A. Look at this code and write the correct words. Trong phần này chúng ta sẽ nhìn vào mã và viết từ đúng. All right. For example, we have here number 1, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 5, 4, 4, 5, 1. 3, 4 tức là mình dò. 3, 4. Là chữ gì? Error. Mình sẽ ghi vô đây. Alright. Find 1, 5, 1. Mình sẽ ra 5, ra xuống 1, giờ ra. Như vậy là chữ A. Đúng không? 1, 2 là gì? 1, 2, F. 1, 5, 1, 5, U. Alright. 4, 4, S. 5, 1, E. So, refuse. Alright. F, refuse. Đó. Là chúng ta sẽ ra chữ refuse. Chúng ta làm tương tự. Alright. Number 2. 4 1. 5 1. 3 1. 4 2. 4 1. 5 1. So here, decide. Alright. Decide. Số 2 sẽ là decide. Alright. Number 3. Offer. Alright. Offer. Number 4. Agree. Agree. Alright. Number 5. Arrange. Number 6. Promise. Okay. Promise. Alright. Good job. Refuse là gì? Từ chối. Decide. Quyết định. Offer. Đề nghị. Agree. Đồng ý. Arrange. Sắp xếp. Promise. Lời hứa. Hứa hẹn. Alright. Good job. Now let's move on. B. Choose the correct answers. Trong phần B chúng ta sẽ chọn ra câu trả lời đúng. Alright, number 1, my mother to let me go to the party. She said, I couldn't go because I had to do my homework. Mẹ tôi nói rằng là mẹ tôi đề nghị hay là cố gắng hay là từ chối cho tôi đi đến bữa tiệc bởi vì là mẹ nói rằng là tôi không thể đi bởi vì là tôi phải hoàn thành bài tập về nhà. Tôi phải làm bài tập về nhà. So, number 1, A, B, or C. C, refused. My mother refused. My mother refused to let me go to the party. She said, I couldn't go because I had to do my homework. Mẹ tôi từ chối để tôi đi đến bữa tiệc bởi vì là mẹ nói tôi không thể đi bởi vì tôi phải làm bài tập về nhà. Okay. Now number 2. Mike. To go swimming with his little brother this afternoon. His brother was very happy. Mike thì như thế nào? Thích, hứa hay là bắt đầu đi bơi với em trai của cậu ấy vào chiều nay? Em trai của cậu ấy thì rất là vui. Như vậy ở đây sẽ là gì? B. Promised. Okay, promised. Mike promised to go swimming with his little brother this afternoon. His brother was very happy. Mike đã hứa đi bơi với em trai vào chiều nay. Và em trai của cậu ấy thì rất là vui. Okay. Now number 3. Jose is such a good friend. She to help Molly finish her projects. Jose thì là một người bạn tốt. Cô ấy như thế nào? Đã sắp xếp, cần hay là đề nghị giúp đỡ Molly hoàn tất dự án của cô ấy. Offered. She offered to help Molly finish her projects, right? Joe thì là một người bạn tốt. Cô ấy đề nghị giúp đỡ Molly hoàn tất dự án của cô ấy. Như vậy là Joe là một người bạn tốt. Alright. Number 4. Going canoeing and going horse riding both sounded fun. In the end, we decided, promised, enjoyed to go canoeing. Đi chèo thuyền, đi cưỡi ngựa, cả hai đều nghe rất là thú vị. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi
đã quyết định, đã hứa hay là thích đi chèo thuyền, decided. Alright, in the end we decided to go canoeing. Alright, đi chèo thuyền, cưỡi ngựa, cả hai nghe đều rất là vui, nhưng mà cuối cùng chúng tôi đã quyết định đi chèo thuyền. Number 5, what time did you to meet Luke and Sarah? I want to get some snacks before we met them. Mấy giờ bạn gặp Luke và Sarah? À, tôi muốn ăn một ít đồ ăn vặt trước khi chúng ta gặp họ. Như vậy là gì? Bạn đã sắp xếp gặp Luke và Sarah lúc mấy giờ? Bạn đã đề nghị gặp Luke và Sarah lúc mấy giờ? Bạn thích gặp Luke và Sarah lúc mấy giờ? I want to get some snacks before we meet them. Before we meet them. Tôi muốn ăn một ít đồ ăn vặt trước khi chúng ta gặp họ. So here, number 5. Which one? Arrange. Alright, arrange. What time did you arrange to meet Luke and Sarah? Bạn đã sắp xếp gặp Luke và Sarah lúc mấy giờ? I want to get some snacks before we meet them. Mình muốn ăn một ít đồ ăn vặt trước khi chúng ta gặp họ. Meet them. Ok. Mình muốn lấy một ít đồ ăn nhẹ trước khi chúng ta gặp họ. Mình muốn ăn một ít đồ ăn vặt trước khi chúng ta gặp họ. Alright. So number 5 is A. Alright. Is the correct answer. Alright. Now number 6. John didn't like the idea very much, but in the end, he to go running with us every morning. John thì không thích cái ý tưởng này cho lắm, nhưng mà cuối cùng cậu ấy đã đề nghị, đã đồng ý, đã bắt đầu đi bộ với chúng ta vào mỗi buổi sáng. Agree, alright. John didn't like the idea very much, but in the end, he agreed to go running with us every morning. John thì không có đồng John thì không thích cái ý tưởng này cho lắm, nhưng mà cuối cùng thì cậu ấy cũng đồng ý đi bộ với chúng ta vào mỗi buổi sáng. Alright, good job everyone. Now let's move on listening. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 2, phần listening. Alright. Now listening. A. Listening to the correct answers. Chúng ta sẽ nghe và chọn ra câu trả lời đúng. Number 1. What are the speakers talking about? Những người nói này nói về cái gì? A. What they like doing in their free time. Họ đang nói về những gì mà họ thích làm vào thời gian rảnh. B. Planning an activity together. Họ lên kế hoạch cho một hoạt động cùng nhau. C. Inviting friends to a picnic. Mời một số người bạn để đi dã ngoại. Alright. Now question number 2. What's the speaker's relationship? Mối quan hệ của người nói ở đây là gì? A. Brother and sister. Anh chị em. B. Friends. Những người bạn. C. Father and daughter. Bố và con gái. So which one is the correct answer, right? Now B. Listen and answer the question. Chúng ta sẽ nghe và trả lời những câu hỏi sau. Trong phần B, chúng ta sẽ nghe và trả lời những câu hỏi sau. Question number 1. What did James promise to do on Saturday morning? James đã hứa làm gì vào sáng thứ bảy? Alright. Question number 2. What did Lydia arrange to do on Saturday afternoon? Lydia đã sắp xếp làm gì vào chiều thứ bảy? Number 3. What did Lydia offer to do on Sunday morning? Lydia đã đề nghị làm gì vào sáng chủ nhật? And number 4. What time did they decide to go? Và họ đã quyết định đi đâu lúc mấy giờ? Và họ đã quyết định đi lúc mấy giờ? Ok. Now, ready? And listen together. Unit 2. Entertainment and Leisure. Lesson 2. Track 4. Page 10. Listening. A. Listen and choose the correct answers. Hey Lydia, do you want to go picnic this weekend?
We can go to the park near my house. Sure. Is this Saturday morning okay for you, James? No, I can't go then. I promised to take my little sister to the bookstore. She wants to buy a present for her friend's birthday. What about in the afternoon? Are you busy? I can't go Saturday afternoon. My cousins are coming to my house, and we arranged to go skating. Oh, that's a shame. What about Sunday? I'm busy in the morning. I offered to help my friend. He's making a short movie for a school project. Wow, that sounds really interesting. Does he need some more help? Hey, let me call him and see what he says. Give me 5 minutes. Hi, James. I spoke to Bob and he agreed you can help too. Awesome. We can go to the park afterwards. What time shall I come to your house? Come to my house at 10 a.m. We can go around 2 or 3 p.m. Which one is better for you? Why don't we go at 3 p.m.? The weather won't be too hot then. Okay, great. See you on Sunday. Okay, so question number one, what did James promise to do on Saturday morning? Như vậy, James đã hứa làm gì vào sáng thứ bảy? He promised to take his little sister to the bookstore, right? Cậu ấy đã hứa là đưa em gái đi đến tiệm sách. Okay, so where the key? Now let's see. Bạn Lida có nói gì? Sure, is this Saturday morning okay for you, Jam? Sáng thứ bảy thì okay với bạn không, Jam? Jam, no, I can't go then. I promise to take my little sister to the bookstore. Không, bữa đó mình không đi được. Mình đã hứa đưa em gái của mình đi nhà sách rồi. Okay. So number two, what did Lydia arrange to do on Saturday afternoon? Còn bạn Lydia thì đã sắp xếp làm cái gì vào chiều thứ bảy? She arranged to go skating with her cousins. Cô ấy đã sắp xếp đi được trượt patin với anh chị em họ. Alright. So where the key? Now let's see. Lydia, I can't go Saturday afternoon. My cousins are coming to my house and we arrange to go skating. We arrange to go skating. Bạn Lydia có nói gì? Mình không thể đi vào chiều thứ bảy. Anh chị em họ của mình sẽ đến nhà mình và chúng mình đã sắp xếp đi trượt patin. Alright, then number three, what did Lydia offer to do on Sunday morning? Bạn Lydia đã đề nghị làm gì vào sáng chủ nhật? She offered to help her friend to make a short movie for a school project. Right? Cô ấy đề nghị giúp đỡ bạn của cô ấy để làm một cái đoạn phim ngắn về dự án của trường. Okay, so where the key? Now let's see. Bạn James có nói gì? Oh, that's a shame. What about Sunday? Oh, thật là tiếc. Thế còn chủ nhật thì sao? Bạn Lydia, I'm busy in the morning. I offered to help my friend. He's making a short movie for a school project. Bạn Lida có nói gì? Mình thì bận vào buổi sáng. Mình đã đề nghị giúp đỡ bạn mình. Cậu ấy đang làm một cái bộ phim ngắn cho dự án của trường. Okay. Now number four, what time did they decide to go? Như vậy là họ đã quyết định đi vào lúc mấy giờ? 3 p.m. 3 p.m. Okay, 3 p.m. So where the key here? Bạn James có nói gì? Why don't we go at 3 p.m.? The weather won't be too hot then. Okay, bạn James có nói gì? Why don't we go at 3 p.m.?
The weather won't be too hot then. Tại sao chúng ta không đi vào lúc 3 giờ chiều? Khi đó thời tiết sẽ không quá nóng. Thì bạn Lydia có nói gì? Ok, great, see you on Sunday. Ok, tuyệt, hẹn gặp bạn vào chủ nhật. Như vậy là các bạn đã quyết định đi vào lúc mấy giờ? 3 p.m. Alright, so now, what are the speakers talking about? Như vậy những người nói này đang nói về cái gì? A, what they like doing in their free time. B, planning an activity together. C, inviting friends to a picnic. Họ đang nói về việc là họ thích làm gì vào thời gian rảnh, đúng không? Hay là gì? Cùng nhau lên kế hoạch cho một hoạt động, right? Hay là gì? Mời các bạn tham gia vào buổi dã ngoại. So which one? B, planning an activity together. Okay? All right. Now question number two, what's the speaker's relationship? Như vậy, những người nói, mối quan hệ của những người nói này là gì? Mối quan hệ của người nói ở đây là gì? Brother and sister, friends, or father and daughter. Friend. B. All right. Mối quan hệ của những người nói trong cái đoạn hội thoại này là gì? Friends, là những người bạn với nhau. B. All right. Good job. Now, let's see the audio clip. Listen again and double check the answer with me. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nội dung bài nói, nghe là một lần nữa và kiểm tra câu trả lời cùng với cô nhé. Ready? Okay, good. B. Now, listen and answer the questions. Hey, Lydia. Do you want to go picnic this weekend? We can go to the park near my house. Sure. Is this Saturday morning okay for you, James? No, I can't go then. I promised to take my little sister to the bookstore. She wants to buy a present for her friend's birthday. What about in the afternoon? Are you busy? I can't go Saturday afternoon. My cousins are coming to my house, and we arranged to go skating. Oh, that's a shame. What about Sunday? I'm busy in the morning. I offered to help my friend. He's making a short movie for a school project. Wow, that sounds really interesting. Does he need some more help? Hey, let me call him and see what he says. Give me 5 minutes. Hi, James. I spoke to Bob and he agreed you can help too. Awesome. We can go to the park afterwards. What time shall I come to your house? Come to my house at 10 a.m. We can go around 2 or 3 p.m. Which one is better for you? Why don't we go at 3 p.m.? The weather won't be too hot then. Okay, great. See you on Sunday. Okay, now, James. Hey, Lydia, do you want to go picnic this weekend? We can go to the park near my house. À, bạn James có nói gì? Chào Lydia, bạn có muốn đi dã ngoại vào cuối tuần này không? Chúng ta có thể đi đến công viên gần nhà mình. Lydia, sure. Is this Saturday morning okay for you, James? Chắc chắn rồi, thì sáng thứ bảy này thì có ok với bạn không, James? James, no, I can't go then. I promised to take my little sister to the bookstore. She wants to buy a present for her friend's birthday. What about in the afternoon? Are you busy? Bạn James nói gì? À, mình không đi được. À, mình đã hứa đưa em gái của mình đi nhà sách. Em ấy muốn mua một món quà cho bạn của em ấy cho ngày sinh nhật. Thế buổi chiều thì sao? Bạn có bận không? Alright. Lydia, I can't go Saturday afternoon. I can't go Saturday afternoon. My cousins are coming to my house and we arranged to go skating. À, buổi chiều thứ bảy thì mình không thể đi được. À, anh em họ của mình đến nhà mình chơi và chúng mình đã sắp xếp đi trượt patin. Alright. James, oh, that's a shame. What about Sunday? Oh, thật là tiếc. Thế còn chủ nhật thì sao? Lydia, I'm busy in the morning. I offered to help my friend. He's making a short movie for a school project.
Mình thì buổi sáng mình bận, mình đã đề nghị giúp đỡ bạn mình. Cậu ấy đang làm một bộ phim ngắn cho dự án của trường. James: Wow, that sounds really interesting. Does he need some more help? Wow, nghe có vẻ rất là thú vị. Thế cậu ấy có cần thêm sự giúp đỡ không? Lydia: Hey, let me call him and see what he say. Give me 5 minutes. Hey, đợi mình gọi cho cậu ấy để xem cậu ấy nói gì. Cho mình 5 phút nha. Lydia: Hey, James, I spoke to Park and he agreed you can help too. Sau khi gọi điện thì bạn Lydia nói với James như thế nào? Hey James, mình đã nói chuyện với Bob và cậu ấy đã đồng ý. Bạn cũng có thể giúp. James: Awesome. We can go to the park afterwards. What time shall I come to your house? Thật là tuyệt vời. À, mình có thể đi đến công viên sau đó. Thế mình sẽ đến nhà bạn lúc mấy giờ? Lydia: Come to my house at 10 a.m. We can go around 2 or 3 p.m. Which one is better for you? À, hãy đến nhà mình lúc 10 giờ, 10 giờ sáng và chúng ta có thể đi khoảng 2-3 giờ chiều gì đó. Cái nào thì ok hơn, I guess. Thì bạn James mới nói gì? Why don't we go at 3 p.m.? The weather will be too hot then. Okay, why don't we go at 3 p.m.? The weather won't be too hot then. Tại sao chúng ta không đi vào lúc 3 giờ chiều? Khi đó thời tiết sẽ không quá nóng. Bạn Lydia: Okay, great. See you on Sunday. Okay, tuyệt. Hẹn gặp bạn vào Chủ nhật nhé. Alright, good job everyone. Như vậy là những người nói này nói về cái gì? Lên một cái những người nói này đang lên một kế hoạch cho một hoạt động cùng nhau. Alright. Và những mối quan hệ của người nói ở đây là gì? Friends, là những người bạn. Alright. Good job everyone. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now, the next part is grammar. A. Write the correct forms of the verbs in brackets. Trong phần này, chúng ta sẽ viết dạng đúng của động từ trong ngoặc. Now, number one. Yesterday, Jake decided C. A movie with his friends instead of playing video game. Ngày hôm qua, Jake đã quyết định xem một bộ phim cùng với những người bạn của cậu ấy thay vì chơi game online. So here, decide to see. Okay, decided to see. Ở đây chúng ta thấy có yesterday, như vậy decided. Decide chúng ta sẽ chia ở dạng quá khứ. Thêm đi, decided to see. Yesterday, Jay decided to see a movie with his friend instead of playing video game. Ngày hôm qua, Jake đã quyết định xem bộ phim với những người bạn của cậu ấy thay vì là chơi game online. Alright. Number two, Marina offered help her teachers clean up after the class finished. Như vậy là gì? Bạn Marina đã đề nghị giúp đỡ giáo viên dọn dẹp sau lớp học kết thúc, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì? Offered to help. Marina offered to help her teacher clean up after the class finished. Okay. Bạn Maria đã đề nghị giúp đỡ giáo viên dọn dẹp, lau chùi sau khi lớp học kết thúc. Now number three, everyone agree buy pizza instead of burgers for the club party. Mọi người đã đồng ý mua bánh pizza thay vì là bánh mì kẹp thịt cho bữa tiệc của lớp. Như vậy ở đây sẽ là gì? Agreed to buy pizza. Alright, everyone agreed to buy pizza instead of burgers for the class party. Mọi người đã đồng ý mua bánh pizza thay vì bánh mì kẹp thịt cho bữa tiệc của cả lớp. Number four, we a party for my sister's birthday. Chúng tôi đã sắp xếp tổ chức một bữa tiệc cho ngày sinh nhật của em gái tôi. Như vậy ở đây sẽ là gì? We arranged to have a party for my sister's birthday. Chúng tôi đã sắp xếp tổ chức một bữa tiệc cho sinh nhật của em gái tôi. Alright. Number five, my little cousin to the youth
Because she loves animals. I promised to take my little cousin to the zoo because she loves animals, right? Tôi đã hứa đưa em gái, tôi đã hứa đưa em họ đi đến sở thú bởi vì là cô ấy thích động vật. Number 6, Ben. Me read his new comic book. Ben refused to let me read his new comic book. Ben đã từ chối để tôi đọc cái quyển sách truyện tranh mới của cậu ấy. Okay, good job everyone. Now B, write the sentences in the part symbol using the prompts. Trong phần B chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng thì quá khứ đơn, sử dụng phần gợi ý bên dưới nhé. Number 1, we have Caroline promised by sister cake. So we can write here, Caroline promised to buy her sister cake. Caroline đã hứa mua một cái bánh cho em gái của cô ấy. Okay. Now number 2, Chris offered do the shopping party because Peter be busy. Như vậy ở đây mình sẽ nói như sao? Chris offered to do the shopping for the party because Peter was busy. Chris đã đề nghị đi shopping, đi mua sắm cho bữa tiệc bởi vì là Peter thì bận rộn, đúng không? Number 3, they arranged book club meetings 7 p.m. tomorrow. So we can write here, they arranged a book club meeting at 7 p.m. tomorrow. Họ đã sắp xếp một cái cuộc họp câu lạc bộ sách vào lúc 7 giờ tối ngày mai. Alright. Number 4, George agreed go mountain climbing, although he be not very interested. So we can write here, George agreed to go mountain climbing, although he wasn't very interested. George đã đồng ý đi leo núi, mặc dù là cậu ấy không có thích thú lắm. Alright. Number 5, Mandy and Jen. Number 5, Mandy and Jenny agree go big instead shopping more. So number 5 we can say here, Mandy and Jenny agree to go to the beach instead of the shopping mall. Mandy và Jenny đã đồng ý đi biển thay vì là đến trung tâm mua sắm. Okay. Number 6, Abigail decide sign up karate class. So we can write here, Abigail decided to sign up for a karate class. Abigail đã quyết định đăng ký lớp học võ karate. Alright, good job everyone. So now let's move on to the last part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phần tiếp theo nhé. Now the last part is writing. Phần cuối cùng của chúng ta đó là phần writing, phần viết. Answer the questions with your own idea. Trả lời các câu hỏi với những ý tưởng của mình, với ý kiến của mình, với suy nghĩ của mình. Alright. Question number 1, what did you decide to do this weekend? Bạn đã quyết định làm gì vào cuối tuần này? For example, I decided to go to the movies. Tôi đã quyết định đi xem phim. Alright. Question number 2, do you often offer to help your family? What kinds of things do you help them with? Bạn thường đề nghị giúp đỡ gia đình và bạn thường giúp họ những công việc gì? For example, bạn có thường đề nghị giúp đỡ gia đình không? Yes, I do. What kinds of things do you help them with? Và bạn thường giúp gia đình những công việc gì? For example, I offer to help my mom do the chores. Okay, tôi đề nghị giúp đỡ mẹ làm công việc lặt vặt trong nhà, đúng không? Number 3, what did you plan to do this month? Bạn đã lên kế hoạch làm gì cho tháng này?
I plan to work with my friend on our science project. Mình đã lên kế hoạch làm việc với bạn của mình cho dự án khoa học của chúng mình. Alright, number four. Did someone promise to do something for you before? Có ai hứa làm gì cho bạn trước đó không? What did they promise to do? Và họ hứa làm cái gì? Và họ đã hứa làm cái gì? Did someone promise to do something for you before? Có ai hứa với bạn? Có ai đã hứa với bạn làm gì cho bạn trước đó không? Yes, my mom có. Mẹ mình. Okay. What did they promise to you? Họ hứa. Mẹ bạn. Họ đã hứa làm gì cho bạn? Hay là mẹ bạn đã hứa làm gì cho bạn? She promised to buy me a new phone for my birthday. Mẹ đã hứa mua cho mình một chiếc điện thoại mới cho ngày sinh nhật của mình. Number five. Would you agree to do an extreme sport such as bungee jumping? Why not? Bạn có đồng ý để tham gia vào một môn thể thao mạo hiểm như là nhảy nhảy cao, nhảy dù không? Ok. Tại sao có hoặc là tại sao không? Would you agree to do an extreme sport such as bungee jumping? Yes, I would. Because I love doing extreme sport. Bạn có đồng ý tham gia vào một cái môn thể thao mạo hiểm như là nhảy bungee không? Nhảy cao, giống như nhảy dù không? Ok, yes, I would. Có, mình đồng ý. Because I love doing extreme sport. Why not? Tại sao có hoặc là tại sao không? Because I love doing extreme sport. Bởi vì là mình thích tham gia vào những cái môn thể thao mạo hiểm. Alright, good job everyone. So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 2 của Unit 2, chủ đề Entertainment and Leisure, cuốn sách bài tập Island Memory lớp 10. Ok. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya.